Nó nói là cái vòng phần vòng tròn mo ông sắp á, lúc mà anh học đại học á, anh học nói chung vẫn kiểu rồi đúng á, vốn là một phần là do người dạy, một phần là người dạy đó. Học xong á, học vòng tròn mo xong rất hiểu cái đại dụng của mẹ gì cả thiệt. Nhưng mà lúc mà ra và đi bắt đầu đi làm á, xong rồi quay lại học văn nghĩa thì mới hiểu là nó dùng để làm cái gì. Nhưng mà ít lắm, tại vì nó khó nên thường thường là đa số ít người dùng là vậy. Rồi thì cái chương đầu tiên của đất á, thì mình sẽ nói chủ yếu về cái trạng thái của đất sơ bộ thôi. Thì đất, bạn nhớ là đất nó luôn luôn gồm 3 pha, là pha hạt hay gọi là pha rắn, pha lỏng và pha khí, được không? Rắn, lỏng, khí, được chưa? Không, cái này, cái cơ hợp đất chỗ này thì anh nói về những cái là những cái phần quan trọng thôi, được không? Phần quan trọng thôi, còn những cái phần trong riêng anh không nói đâu, anh hứa đó. Đây này, 3 pha rắn, pha lỏng, pha khí, mỗi pha có một cái khối lượng khác nhau. Đấy nha, mỗi pha có một khác nhau và mỗi pha có một cái thể tích khác nhau, được chưa? Tại sao mình phải phân biệt ra như vậy? Để mình đi tính những cái dung trọng đó. Đúng nha, khi mà bạn tính toán cơ hợp đất, hoặc tính toán nền móng á, một cái thằng rất quan trọng mà bạn dùng thường xuyên đó là dung trọng đó. Hay còn là gamma á, được không? Gamma tự nhiên, gamma khô, gamma đẩy nổi, gamma bão, bão hòa. Cái nào mà nói anh móng hai lần rồi, khoe đó, nói to cho người ta biết. Rồi tiếp. Đấy. Rồi thì cái thằng đầu tiên này, cái thằng đầu tiên á, đó là nó là dung trọng từ tự nhiên, được không? Có nhiều sắt nó không ký hiệu là dung trọng tự nhiên, mà nó ghi là dung trọng ẩm, nghe dung trọng ẩm thì nó cũng giống là dung trọng tự nhiên, nó là trọng lượng của đất mà trạng thái rồi tự nhiên, đất ướt rồi, giống như đào lên khoan lên nhá, được không? Trạng thái như thế nào mà dung trọng kinh nghiệm hiện ra đo cân thì được trọng lượng nè, được cân được trọng lượng, sau đó mình làm sao để tìm được thể tích, được không? Làm sao mình tìm được thể tích, dùng paraffin á bọc lại với cái sắt nến, không em? Sắt nến á, được bọc nó lại, được không? Xong mình dục vô cái, ví dụ mình để nước cho một cái gọi là cái, ví dụ một cái xô nước tràn này, được không? Thì em thải lấy vô nước tràn ra thì em đo hình thức đó, thì em được thể được đất chưa? Được chưa? Thì giống như một bảo nè, được không? Giống như là ông Archimedes á, được không? Ông dạy vô hồ nước, ông không mặc đồ gì hết á, được không? Nước tràn ra thì đo là thể tích của ông, được chưa? Đấy nha, đó thì cái chủ yếu thiếu này nè, thằng này mình dùng gần như là thằng này gần như trong tất cả các công thức nha, gần tất cả công thức bạn rất là hay là thằng này. Có nhiều sắt nó không ký hiệu dung trọng tự nhiên, nó ký hiệu dung trọng ẩm, nó cũng giống nhau nha. Chỗ này ký hiệu gamma, hay mà một số sắt á nó ký hiệu như vậy nè, dung trọng tự nhiên á, một số tài liệu hoặc là một số, nó còn tùy thuộc các hồ sơ các bạn nữa cơ. Đa số nếu mà như vậy nè, hồ sơ á mà các bạn tự tìm thì nó cũng khá là ok, nhưng mà nó không đáng tin lắm. Nhiều khi bằng may tìm xong rồi mới chế thành rất tốt, còn là nó dễ đó. Nhưng mà có nhiều trường á là trường phát cho các bạn hồ sơ, được không? Thì khi mà trường phát á thì nó gặp hai trường hợp, hên á thì gặp hồ sơ ngon, đầy đủ thí nghiệm này nọ, số đẹp rõ ràng, mà xui thì sao? Gặp cái hồ sơ mà nhìn cái số không rõ nữa, đúng chưa? Có nhiều hồ sơ ký hiệu là gamma với kép này, là cũng là dung trọng từ tự nhiên đấy. Cái dung trọng tự nhiên này rất là hay như vậy này, hồ sơ nào cũng có bạn, hồ sơ nào cũng có. Sao em? Rê út nè, à. Sao? Em đang bị nhầm với gamma bão hòa đó. Đấy. Khi mà đất của em á đào lên á, đất là đất là gì? Đất ướt rồi, được không? Không phải đất khô đâu. Giờ, còn khi mà em sấy á, nó khô đi thì người là dung trọng, là dung trọng khô. Đấy. Cái thằng này rất là hay á, thằng này sẽ dùng để đánh giá, có thể nha, dùng để đánh giá đất quả đó là đất tốt hay đất yếu. Đất của bạn á là đất càng tốt nha, càng tốt thì gamma các bạn càng lớn, đất càng tốt gamma càng lớn.
Thì đất mà đất gọi là đất tốt á thì gamma sẽ lớn hơn 10, 19 nha. Đất tốt thì gamma sẽ lớn 19. Thường thường đất tốt á bạn hay bạn dùng để đặt móng nông cũng được nha. Đất tốt là gamma lớn 19. Còn nếu mà đất và đất yếu á, đất yếu thì gamma bạn sẽ nhỏ hơn 10, 17. Được, 17. Thường thường hay nhớ hai số rồi, tốt lớn 19, yếu nhỏ 17. Và đất yếu thì bạn không được đặt móng lên đất đất yếu nha, yếu bạn không đặt móng lên đất yếu. Có thể ví dụ nếu mà trường hợp móng bạn là móng móng nông mà công trình tại hiện tại nhỏ nhá, công trình nhỏ thì có thể bạn đặt đất lên lớp đất ở lớp trung bình này cũng được. Có thể đặt đất lên lớp đất trung bình cũng được. Nhưng mà nếu mà cắm cọc nha, cắm mũi cọc á, thì nên cắm mũi cọc vào lớp đất ở lớp đất lớp tốt, nhớ nha, cắm mũi cọc nên cắm vào lớp tốt chứ đừng để cắm vào lớp trung bình. Cố gắng cắm lớp tốt ngon nhất. Rồi tiếp tục. Thằng thứ hai bạn cũng ít dùng, đó là dung trọng bão hòa. Bão hòa, dung trọng tự nhiên và dung trọng bão hòa hai này khác nhau nha, hai khác nhau. Dung trọng tự nhiên là bạn làm gì, bạn đào lên được không, trạng thái tự nhiên thôi. Còn bão hòa là gì, có thể nếu mà bạn muốn tìm dung trọng bão hòa là bạn phải ngâm lớp đất là sao, sao cho nó gì, nó no nước đã, nghĩa là nó không còn khả năng thu nhận nước nữa thì nó gọi là dung trọng, là dung trọng bão bão hòa. Để lưu ý nè, không phải lớp đất nào cứ nằm dưới một nước ngầm là bão hòa đâu, lưu ý nó còn phải tùy thuộc vào trạng thái của đất nữa cơ. Nếu đất của bạn á là đất á, loại đất á nó có thể thu nhận được nước nữa thì nó sẽ có thể đạt trạng thái là trạng thái bão bão hòa. Nhưng mà nếu mà đất á nó không thu nhận nước, là ví dụ như là bây giờ đất sét đi, đất sét nha, đấy nó không thấm đúng không, được thì nó không thu nhận nước thì chưa chắc á là sét là đất bão hòa đâu, cẩn thận điều đó nha. Dung trọng thứ ba, đất sét có thấm nước không? Sao đất sét tùy loại nữa, tùy vào cái hàm lượng hạt sét của nó nữa. Nếu mà hàm lượng hạt sét lớn là nó không thấm nước đâu nhỉ. Sao em thì nó không nói, thì nó không nói đất đất dính thôi, nó còn phụ thuộc vào cái hệ số thấm của em nữa, mấy cái khác nữa, thường thường nếu mà mình xét thấm hay không á là mình phải dựa vào trên là hệ số thấm, hệ số thấm, được. Chứ mình không thể dựa trên cái hàm lượng hạt của nó được. Thì dung trọng thứ ba là dung trọng đầy nồi nha, dung trọng đầy nồi. Đối với dung trọng đầy nồi này mình cũng hay dùng mà. Mà thường thường bạn dùng cái điều kiện đó là dung trọng đầy nồi. Dung trọng đầy nồi bạn dùng cái điều kiện đó là dung trọng đầy nồi bằng dung trọng bão hòa trừ cho dung trọng của nước nha. Và lưu ý dung cái điều kiện này á đúng trong trường hợp ở đất gọi là đất đã bão hòa thôi. Đất đã bão hòa thì bạn dùng điều kiện này phải chính xác nha. Thường thường cái dung trọng đầy nồi thì hồ sơ cũng cho các bạn nha, hồ sơ cho các bạn rồi. Rồi, cái dung trọng tiếp theo là dung trọng khô nha. Dung trọng khô á là khi đất bạn đào lên á, đào lên nha, đấy bạn đo thể tích xong nha, được. Sau bạn lấy mẫu đất đó bạn làm gì đây, bạn mang đi sấy nha, sấy nó khô nha, thì bạn đo được dung trọng là dung trọng khô, dung trọng khô đấy. Thì dung trọng khô như này thường thường á là bên xây dựng của mình á, bên xây dựng dân dụng thì mình ít khi nào mình gặp dung trọng khô, ít khi nào mình gặp dung trọng khô. Chủ yếu nha, dung trọng khô mà bạn có thể gặp nha, có thể gặp là bạn dùng bên những anh em nào mà làm công trình cầu đường á thì hay gặp dung trọng khô. Trong những cái bài toán đắp đất á, đắp đất đấy, nếu mà bạn còn nhớ bên phần cơm đất á thì bạn sẽ gặp cái trường hợp bài toán này, đó là bài toán á đắp đất á có k, k bằng 0.95, k bằng 0.98 á đó, thì nó liên quan dung trọng khô ạ. Đấy đi tiếp nha. Rồi dung trọng hạt thì thằng này mình cũng ít gặp nha, mà là mình lấy cái khối lượng hạt chia cho thể tích hạt, thằng này gần như là ít khi nào gặp. Rồi tỷ trọng hạt thì cũng ít gặp. Rồi tiếp theo độ ẩm nè, độ ẩm thì độ ẩm này thì gần như là cái thí nghiệm gần như hồ sơ nào cũng có. Độ ẩm là tỷ số giữa trọng lượng nước nè và trọng lượng hạt, và lưu ý trọng lượng nước trong lỗ rỗng thôi. Đất của bạn mà càng yếu thì độ ẩm bạn là càng càng lớn nha. Đất càng yếu thì độ ẩm càng lớn. Độ ẩm này thì cũng ít dùng lắm nha. Chủ yếu độ ẩm để xác định cái này nè. Đây nè.
Đây. Độ ẩm để bạn xác định cái trạng thái của đất, cái trạng thái của đất. Đấy. Thì ở đây á, lưu ý này, bây giờ mình sẽ chỉ bạn phân loại trạng thái của đất. Trạng thái của đất á, thì nó có thường thường á, trong tiêu chuẩn khi nào đi tính cái phương án móng cọc bạn ạ, có hai cái trạng, hai loại đất mà bạn hay dùng nhất á. Loại đất thứ nhất là đất gì đây? Đất dính, được không? Loại đất thứ hai bạn hay gọi là đất gì? Đất rời, đúng không? À, đất thứ nhất là đất dính, thứ hai là đất rời, được không? Đấy. Vậy đất như thế nào gọi là đất dính mà như thế nào gọi là đất rời? Tính cái gì? Tào lao với đâu? Nói ra là thấy tào lao, học lại hai lần là đúng rồi. Vậy đó. Đất có xác và dính thôi. Tính IL, tính IP ra để xác định trạng thái và tên của đất thôi. Ở đây anh chưa nói trạng thái, chưa nói chưa, đúng không? Anh mới hỏi là đất như thế gọi đất dính, như thế gọi đất rời thôi. Có xác, có chữ pha nha. Cái chữ pha ở đó, đấy. Tào lao nữa, đấy. Ví dụ đất như vậy nè. Đúng trong tiêu chuẩn, đất dính là đất có cũng xét trên cái số mà bạn nói, đó là hàm lượng hạt sét. Hàm hạt sét. Hàm hạt sét mà lớn hơn 3% á thì nó sẽ thêm vào đất là đất. Thêm vào đất là đất dính, được. Còn hàm hạt sét dưới 3% nó sẽ thêm vào đất là đất gì? Đất cát hoặc là đất. Chưa thêm vào đất là đất. Đất rời nha. Thì ba loại nha. Ba loại đất dính mà bạn thường thường bạn hay gặp nhất, hay gặp nhất. Thứ nhất đó là sét nè. Thứ hai là sét pha. Sét pha. Bạn hay còn gọi là á sét á. Cái thứ ba là cát pha mà bạn hay gọi là á cát, được không? Đấy, á cát. Đây nè. Thì cái trạng để phân loại nha, đấy, để phân loại cái tên của đất dính, tên của đất dính nha và trạng thái của đất dính thì mình dùng hai thông số chính mà tất gần như tất cả đất dính đều có, đó là chỉ số dẻo nha, chỉ số dẻo và độ sệt nha, chỉ số dẻo và độ sệt. Để phân biệt tên của đất, người ta ăn nãy giờ anh hỏi đâu, anh nó hỏi tên của đất đúng không? Anh hỏi gì? Đất để dính rồi thôi, được không? Rồi tiếp nè. Chỉ số dẻo. Thì đất của bạn có 3 loại nè, đất dính có 3 loại là đất cát pha, đất sét pha và đất sét. Thông thường cái phân loại tên đất á thì hồ sơ sẽ cho các bạn luôn. Đấy nhờ? Phân loại tên đất thì hồ sơ sẽ cho các bạn luôn. Chứ thường thường cái này bạn cũng không cần tính, được không? Đấy. Nhưng mà mình nhắc lại bài cũ thôi. Khi chỉ số dẻo của bạn nhá, chỉ số dẻo của bạn mà lớn hơn 17 á thì đất của bạn sẽ là đất sét. Chỉ số dẻo nằm trong khoảng từ 7 đến 17 á thì đất của mình sẽ là đất là á sét. Mà chỉ số dẻo của bạn nhỏ hơn 7 á, đất của bạn sẽ là đất gì đây? Đất là á cát. Nghĩa là thằng nào càng thiên về đất sét thì cái độ dẻo nó càng lớn. Đấy nhá. Càng thiên về đất sét thì cái độ dẻo nó càng lớn. Và thứ hai này, là bạn phải xác định được cái trạng thái của đất, nha, trạng thái của đất. Trạng thái của đất tại vì như vậy nè, rất nhiều bảng chai, anh nhấn mạnh nha, rất nhiều bảng chai trong tiêu chuẩn của bạn, kể cả tiêu chuẩn nền móng và tiêu chuẩn móng cọc, nó phân loại bảng chai dựa trên trạng thái của đất. Nhớ nha, trạng thái của đất. Mà bạn không nhớ trạng thái của đất, bảng chai nó rất là lâu, đấy, rất là lâu. Nhưng đến phần móng mà là thường thường bạn học một phần hồi mà bạn không có hiểu gì cả. Đấy, bạn phải nhớ hết. Trước khi học móng á, là bạn phải hiểu về cơ đất đã, được không? Đấy. Rồi. Thì đây á, trạng thái của đất á, thì người ta dựa trên độ sệt. Mà trạng thái của đất á, thì chia thành hai loại nha, đất dính chia thành hai loại. Loại thứ nhất á, là loại cát pha. Loại cát pha. Và loại thứ hai là loại gì đây? Sét pha hoặc là sét pha hoặc là sét. Nha, sét pha hoặc là sét. Với cách nhớ như này nè. Cách nhớ này. Thì mình sẽ vẽ hình ra. Loại thứ nhất là sét pha là xét. Mình vẽ cái trục ra, điểm 0 và điểm 1. Loại xét pha hoặc là xét lại thì chia thành những mức sau. Mỗi mức này là 0.25. Đây là trục B, là trục theo độ xẹt. Còn loại cắt pha, thì chia thưa hơn. Nó chỉ chia là 0 và 1 thôi, nó không chia giữa đây. Còn một không gì nữa. Rồi, nếu độ sệt của bạn dưới 0 á thì trạng thái nha, trạng thái của nó sẽ là trạng thái cứng. Đấy, cứng. Mà độ sệt của bạn trên 1 á, trạng thái sẽ là trạng thái chạy.
Dưới không là cứng, trên một là chạy. Rồi, quay tới giờ ngược lại này. Từ 075 đến 01 này, người ta gọi là phần dẻo chạy. Từ 0,5 đến 0,75 người ta gọi là dẻo mềm. Từ 0,25 đến 0,75 người ta gọi là dẻo cứng. Từ 0,0 đến 0,25 người ta gọi là nửa cứng. Nửa cứng à. Còn nếu mà cách pha có 3 trạng thái thôi. Dưới 0 á, là cứng. Dưới 0 cứng. Trên 1 là chạy. Và dưới đây là trạng thái dẻo. Đó. Sách này nó không ghi là chạy mà nó ghi là rắn và nháo. Rắn và nháo thì cũng giống như là cứng và chạy thôi. Cũng giống nhau rồi, nó không khác gì hết đó. Rồi tiếp nè. Đấy. Thì đây lưu ý nè. Chỗ này á, khi mà bạn đặt móng nha, bạn đặt móng. Nếu móng bạn đặt dưới lớp đất á, là lớp đất sét pha hoặc là lớp đất sét. Sét pha hoặc lớp sét nha, đấy. Thì cố gắng bạn nên đặt móng vào trạng thái này. Đó là nửa cứng trở lên. Nhớ nha, cố gắng đặt móng vào trạng thái nửa cứng trở lên. Đấy. Hoặc là nếu mà bí lắm á thì đặt vào dẻo cứng cũng được nha. Bí lắm đặt vào dẻo cứng cũng được. Đấy. Không nên đặt móng vào lớp đất á, trạng thái dẻo mềm hoặc là dẻo chảy nha. Không nên đặt móng vào những lớp đất này. Đấy. Còn cách pha thì bạn nên cố gắng đặt đất á vào trạng thái rắn hoặc là trạng thái dẻo. Rắn hoặc dẻo. Nhưng mà rắn hoặc dẻo chỗ cách pha á, bạn cũng nên như vậy nè. Cũng nên chỉ trong cái trường hợp là IL của mình á nhỏ hơn 0,5 thôi. Đấy. Nghĩa là trạng thái dẻo là IL từ 0 đến 1 này. Nhưng mà bạn nên cố gắng đặt trong lớp đất mà có IL nhỏ hơn 0,5 thôi. Còn nếu bạn đặt trong lớp đất là IL bằng 0,99 á thì thôi rồi. Đấy nha, lúc đó thường thường khi mà bạn kiểm tra lún á, nó sẽ không hỏa đâu à, cẩn thận điều đó. Rồi. Đó là phân loại đất dính. Tiếp theo là phân loại đất rời nè. Đất rời thường thường có 3 trường hợp thôi. Là cát, sỏi. Có nhiều một cát sỏi, có một cái đất mà bạn cũng hay gặp đó, đất sờ gọi là đất cuội, được không? Đất sỏi sạn á, được không? Cuội, biết chữ cuội không? Chú cuội á, được không? Đấy. Thì bạn cứ nhớ là cái gì không phải ba loại là ba kia là đất, là đất gì đây? Đất rời, được không? Đất rời thì thường là mình chỉ phân biệt cái trạng thái của đất thôi, trạng thái của đất thôi. Đi. Đất rời thì mình có ba trường hợp. Là trường hợp chặt, trường hợp chặt vừa và trường hợp là trường hợp xốp, được không? Chặt vừa và xốp. Thì lưu ý này, bạn không được đặt móng bạn trên lớp đất rời mà trạng thái xốp. Nha. Cái này thường thường trong các hồ sơ á, thì nó sẽ không ghi là xốp. Nó không ghi là xốp mà nó ghi là trường hợp á, là nó ghi là rời rạc. Giống như nhỉ? Cát hạt chung trạng thái rời rạc. Được không? Chứ nó ít khi nó ghi là cát hạt chung trạng thái xốp lắm, được không? Đấy. Dựa trên cái này, E người ta gọi là gì nhớ không? E gọi là gì? Hệ. Gì lỗ rỗng cũng nổi. Nó thăm thêm là độ rỗng nữa. Hệ số rỗng. Còn cái độ rỗng của bạn thì khi ở chữ N. Độ rỗng khi ở chữ N nha, đấy. Thì E càng nhỏ đất bạn càng tốt, đúng. E càng nhỏ đất bạn càng tốt. Đấy. Thì thường thường nên cố gắng đặt móng á là đặt vào lớp đất cát, là cát chặt vừa nha, chặt vừa hoặc là cát chặt là đẹp nhất, được không? Đấy. Nhưng mà lưu ý khi ép cọc á, khi ép cọc mà ép qua lớp đất cát chặt vừa thì sao? Cọc mình nó khả năng gì? Sao nó gãy? Nó bị cái gì? Nó bị độ chối giả đó bạn, được không? Đấy. Nhưng mà khi giống như bạn ép cọc xuống nha, ép cọc xuống thì cái đất nền trong đấy nó bị biến động không? Được không ạ? Thì cái cát nó phải sao? Cát nó phải dạt ra để cọc bạn đi xuống, đúng không ạ? Được không ạ? Nhưng mà cái cát á, cái ma sát á, cái ma sát với cái hạt cát là sao? Nó rất là lớn, đúng không ạ? Được không? Rất là lớn. Dẫn đến là sẽ hình thành là gì? Khi mà ép cọc xuống, đúng không? Đấy. Thì chỗ đấy sẽ hình thành cái độ chối. Nghĩa là bạn cái hình độ chối là cái độ đẩy ngược lại á. Được không? Đẩy ngược lại. Nó phải nó ngược lại cái cọc bạn. Dẫn đến là độ cái đất cát cái đó nó sẽ bị lèn chặt lại. Bạn cứ hình dung như vậy nào. Bạn thường thường bạn có một cái thí nghiệm mà thí nghiệm đầm cát, biết thí nghiệm đó
Được không? Đấy, khi bạn đè xuống cái cát nha, được. Một lúc nào đó đất cát bạn sẽ như thế nào? Chặt lại đúng không? Hoặc là bạn nếu mà bạn ở những cái khu mà đất cát, ví dụ ở biển đi, ở biển nha, được không? Bạn cầm một cái cây ấy, bạn cắm xuống lớp cát đúng không? Cắm xuống một lúc nào đó sẽ làm sao? Nó không đi xuống được nữa đúng không? Được, nghĩa là cái cát của bạn nó thường được nó cái ma sát với các hạt cát á, nó lớn hơn so với những đất sét. Ma sát với những hạt sét nó sẽ nhỏ hơn so với đất cát đấy. Nó sẽ hình thành hiện tượng là hiện tượng chối giả. Mà khi hình thành hiện tượng chối giả mà bạn ép cọc qua lớp đất cát là cát hạt chung nha, cát hạt chung hoặc là cát hạt mịn mà trạng thái chặt vừa trở lên nha, thì khả năng cao á, bạn chỉ ép được một khoảng 2 đến 3 mét thôi là đây sẽ bị nhồng dàn rồi. Nhồng dàn đấy nghĩa là bạn chưa ép tới tải thiết kế nha, chưa ép tới tải thiết kế mà nó bị nhồng dàn rồi, được không ạ? Thì lúc đó mình phải có biện pháp mình xử lý, lưu ý nha, mình phải đấy, hỏi sâu nữa, được không? Đấy, có nhiều trường hợp ví dụ như là các em bị ép vô lớp cát á, như anh nói cái vụ mà ép cọc không xuống luôn nha, cũng không hẳn là ép vô cát đâu. Nếu mà có hồ sơ thì em sẽ biết ép vô cát, nhưng mà bây giờ nhiều khi nhà phố á, em đâu biết là dưới là cái gì đâu, đúng không? Thì có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, là trường hợp các em gặp gặp đá, hiểu không? Đang cái tự nhiên các em xui á, đâu ở đó những cái móng khác thì không có cục đá, cái móng em ép là có cục đá rồi đó, đâu đá to, ví dụ là cục đá khoảng kích thước khoảng mét đi, đó, ép xuống đụng cục đá, đâu ép cục đá cục đá, thì khi mà ép đụng cục đá thì mình làm gì? Cọc nó đâu xuống đúng không? Chưa tới tại thiết kế nha, thì đó mình làm gì? Mình cắt ngang đầu, chấp nhận phải cắt ngang đầu cọc. Được. Đấy. Có thể nếu mà em an toàn em sẽ ép bù thêm một cọc nữa, được, ép bù thêm một cọc nữa để nếu trường hợp gặp người đã gọi là gặp đá mồ côi ấy, đá mồ côi chứ có theo lý thuyết của thi công á, thì khi gặp đá mồ côi các bạn làm gì? Các bạn thả xuống, bạn nổ mìn phá đá đúng không? Mày nổ mìn nổ luôn nhà người ta luôn, một tàu lao với sao đấy. Hoặc là nếu mà trong trường hợp công trình lớn á, là người ta sẽ có những cái mũi khoan, ví dụ như khoan khi mà khoan phân tộc nhồi á, người ta dùng những cái mũi khoan để người ta phá cái đá đi, người ta khoan tiếp, trường hợp đó vẫn có thể xảy ra. Trường hợp độ chối giả thì làm sao? Thì khi mà ép vô lớp cát thì mình có thể mình khoan dẫn trước, lỗ khoan dẫn có thể là nhỏ hơn cái lỗ khoan cọc. Ví dụ bạn dùng cọc á, các bạn dùng cọc 350 x 350 đi, thì có thể lỗ khoan dẫn bạn dùng là lỗ khoan là 300 x 300 thôi, hiểu không? Nghĩa là mình làm gì? Mình khoan sơ sơ để làm gì? Để cho cát là sao? Nó rời ra các bạn. Nó rời ra thì mình ép cọc sao? Ép cọc xuống nó sẽ dễ dàng hơn. Được, dễ dàng hơn. Hoặc là bạn xói nước. Hoặc là bạn xói nước. Được, xói nước giống như bạn hiểu như vậy nè. Bạn vừa xói nước, bạn vừa làm gì? Bạn xói nước cho cát là sao? Cát nó chạy ra đúng không? Được, cái bạn xói nước để cho cái tầng cát bạn nó bị biến động, nó bị thay đổi cái cấu trúc đi. Được không? Thì bạn ép cọc đi xuống được. Thường thường người ta hay dùng các biện pháp là khoan dẫn nhiều hơn là biện pháp xói nước, dễ làm hơn. Một cách nữa đó là mình ép rung. Ép rung, biết ép rung không? Thường thường ép cọc là ép bình thường thôi. Đầu như ép rung giống như cái cừ laser á. Mấy cái cừ laser nó cắm vào cái đầu của cái máy xúc đúng không? Nó vừa cái búa rung á, đó, ép rung. Đấy, ép rung thì nó xuống dễ hơn nha, ép rung. Đó là một số trường hợp, đấy. Nhưng mà khi mà mình ép rung, hoặc là khi mà mình xói nước, hoặc là khi mình khoan dẫn á, thì chắc chắn cái đất nền nó thay đổi đúng không ạ? Đất nền nó thay đổi dẫn đến cái sức chịu tải cọc nó cũng như thế nào, nó khác so với cái trường hợp mà mình ép thông thường. Ừ, nhưng lúc đó mình phải tính toán cẩn thận, cái trường bị sai đó. Đấy, thì tới phần tính toán thì mình sẽ nói cái vụ mà khi mà công trình mình có khoan dẫn á thì mình tính toán như thế nào nha. Đấy, giờ không ạ, nói chung là gặp nhiều trường hợp lắm. Thường thường ra khi công ép cọc á thì bạn phải là gọi là có thi công ép thử đúng không? Ép thử. Đúng rồi. Nhưng mà rất rất nhiều trường hợp anh gặp á là ép thử thì xuống, ép thật thì không xuống. Biết bị cái giống gì á, ép thử xuống nha. Ép thật không xuống. Nói chung là nó cũng hên xui các bạn. Ép thử ít nhất là 1% tổng số cọc nha. 1% tổng số cọc. Ví dụ trước đây mình làm một cái trường học á là ép thử khoảng 3 tim nha. Thì 3 tim đó ép xuống nó cũng là nó cũng không phải là 3 tim á, nó đều tới cái độ thiết kế. 3 tim nó lật nhau tí. Nhưng mà cái tải đều sao? Đều là khả tải thiết kế. Nhưng mà lúc ra ép thật á thì ép được cái chừng 6 mét à, là nó nhồng dàn nó xuống đó.
không xuống nữa. Thì lúc đầu dự đoán là do đồ chứa giả, dừng 24 giờ ép tiếp không xuống luôn, xong rồi nhổ ra nha, ép bằng robot mà không ép nữa, đi ép cầu khác không xuống luôn đó, không xuống luôn đó. Thì lúc đó là phải đổi thiết kế các bạn, phải khoan lại những khu đó nó có vấn đề gì không, nó không có vấn đề gì không đấy. Thì khi khoan lại thì đó là ngay chỗ đó nó có xuất hiện cái thấu kính. Biết thấu kính không? Thấu kính là có thể như vậy nè, thấu kính là nó có thể xuất hiện ở lớp đất, nó có thể xuất hiện ở hố khoan này mà nó không xuất hiện ở hố khoan khác, thì nó là lớp thấu kính. Và lớp thấu kính thường thường cái bề dày nó cũng không có lớn, nó không có lớn nên nó ép tới cái lớp thấu kính ở giữa, thế làm sao nó lèn cái cọc mà nó chặt lại, nó không xuống nữa đâu bạn, được không ạ? Đấy, ép thử đó sao, ép thử là ép ba cái vị trí khác nhau đúng không, nó không dính vô thấu kính đó, nói chung là hên xui thôi đó. Rồi tiếp nha, được không? Bọn bay cúng mà bọn bay không thành tâm thì cũng vậy thôi đấy nha. Rồi tiếp nha, cúng mà thằng nào nhìn mà con heo nhìn cũng muốn quất không chứ đấy. Rồi tiếp đấy, đó là một số về cái chỉ tiêu cơ lý, chỉ tiêu vật lý của đất nền nha, được chưa? Cái thứ hai mình muốn nói đó là về trạng thái của đất, trạng thái phân bố ẩm thực của đất. Đây này, cái này nó quan trọng này. Thì phân bố ẩm thực của đất ấy, nó có hai loại ẩm thực. Ẩm thực. Đấy này. Đấy. Lưu ý. Rồi đừng nói chuyện nữa bạn. Cái ứng suất đó rất là quan trọng này. Nó trong hai bài toán mình rất là hay dùng. Thứ nhất là bài toán tinh lún. Bài toán thứ hai là bài toán kiểm tra ổn định nền. Và thực tế trong móng cọc nó thêm một bài toán nữa là khi bạn tính toán sức chịu tải của cọc, liên quan ứng suất trong đất rất nhiều. Đấy. Thì ứng suất trong đất thì nó gồm hai thành phần thôi, là ứng suất pháp và ứng suất gì? Tiếp, đúng không? Đấy. Cái này quen không? Biết rồi, ta chưa hỏi. Hình này gọi là hình gì? Biết rất nhiều chút sức đề rồi, ai chả biết. Học cái hình này mà không biết nó làm cho môn gì nữa thì thôi. Hình này gọi là hình gì? Phân bố ứng suất trên một phân tố. Để phân bố ứng suất trên một phân tố. Để ứng suất pháp thì bạn có ba thành phần này, là sigma x, sigma y và sigma z nha. Ứng suất tiếp thì có, thực tế ứng suất tiếp này nó có 6 thành phần. Mà tô x y sẽ bằng tô y x, tô x z bằng tô z x và tô y x bằng tô x y. Yeah. Mà tô x y bằng tô y x á, người ta gọi là định luật gì nhau? Định luật gì? Định luật đối ứng của ứng suất, nhớ không? Thôi bỏ đi. Coi như chưa nói gì nha. Coi như chưa nói. Đấy. Sức bền mà mây trẻ hơi nhiều nha. Mây trẻ thầy. Đấy. Thôi, cái đó thì ra ngoài gặp đi rồi mình ôn lại nha. Được. Thì ứng suất của đất á, chủ yếu có hai loại ứng suất. Ứng suất thứ nhất là ứng suất do trọng lượng bản thân khối đất. Nhớ nha, ứng suất do trọng lượng bản thân khối đất. Và ứng suất thứ hai là ứng suất do tải trọng bên ngoài. Nhớ nha, ứng suất do trọng lượng bản thân khối đất và ứng suất do tải bên ngoài. Thì trong cái phần nền móng của mình á, cái thằng ứng suất mà bạn hay gặp hơn á, đó là ứng suất do trọng lượng bản thân khối đất. Lưu ý nha, ứng suất do trọng lượng bản thân khối đất thì đó là mình hay gặp hơn. Vậy thì đối với ứng suất do trọng lượng khối đất á, là mình xét tại một điểm bất kỳ nha bạn, tại một điểm bất kỳ đấy, là do khối đất bên trên này, được, khối đất bên trên đấy. Thì ở đây á, anh sẽ đưa ra trường hợp tổng quát rồi nha. Trong bài giảng này nó có nhiều trường hợp nhưng mà mình sẽ đưa ra trường hợp tổng quát. Đây, trường hợp tổng quát á, là ứng suất của đất nha. Thôi để mình xóa mấy cái đường gạch đi đã. Ứng suất của đất do trọng lượng bản thân khối đất tại một điểm bất kỳ điểm M nha, đấy, tại một điểm bất kỳ điểm M này, cách mặt đất á, một đoạn. Mà lưu ý từ mặt đất tự nhiên này, từ mặt đất tự nhiên nha, cái điểm M này đi qua nhiều lớp đất nha, đi qua nhiều lớp đất đấy. Và trong những lớp đất này này, đấy, trong những lớp đất này nó có xuất hiện mực nước ngầm. Lưu ý nha, đấy, nó này, tính ứng suất do trọng lượng bản thân khối đất tại một điểm bất kỳ, nha, điểm bất kỳ, đấy.
Rồi thì ở đây á, ứng suất cho trọng lượng bản thân khối đất á, là có hai ứng suất chính mà mình hay vừa gặp nè. Thằng thứ nhất á, là ứng suất tổng theo phương thẳng đứng. Thằng thứ hai á, là ứng suất hữu hiệu theo phương thẳng đứng. Đấy nha. Ở đây mình nhấn mạnh này, để chỗ này có đừng tính sai. Thứ nhất là ứng suất tổng nha, theo phương là ứng hơn là phương phương đứng. Thằng thứ hai là ứng suất hữu hiệu theo phương đứng. Ứng suất tổng á, thì thường thường á mình ký hiệu là sigma z. Sigma z là gì? Là ứng suất theo phương đứng các bạn. Ứng suất theo phương đứng. Còn sigma z phải cũng là ứng suất theo phương đứng luôn, nhưng mà có thêm dấu phải, nghĩa là ứng suất hữu hiệu. Hữu hiệu là gì? Ứng suất hữu hiệu là ứng suất có kể đến cái lực đẩy nổi các sigma. Đúng nha, đấy. Thì đôi á, ứng suất tổng là gì? Sigma tổng á thì bằng tổng gamma y nhân cho HD, nhân tổng gamma y HD. Ví dụ để này, từ mặt đất tự nhiên này tới điểm M nha, từ mặt đất tự nhiên đến điểm M này. Đấy. Chỗ này nó đi qua hai lớp đất, là lớp đất số 1 và lớp đất là lớp đất số 2. Thì tại lớp đất số 1 này có một đoạn H1 á, là đoạn nằm trên mực nước ngầm. Đoạn H2 là đoạn nằm ở dưới mực nước, dưới mực nước ngầm. Rồi, còn lớp đất số 2 á, tính tới điểm M này là dài H3 thì để này. Ứng suất tổng á thì bằng tổng gamma y nhân HI, nghĩa là lấy gamma nhân từng chiều dài của từng lớp đất. Nhưng mà để này, thằng nào ở trên mực nước ngầm á thì phải lấy bạn gamma gì? Gamma 1 là gamma tự nhiên. Thằng ở dưới mực nước ngầm mình dùng gamma xét là gamma gì? Gamma bảo mà. Đó là ứng suất tổng. Nhưng ứng suất mình ứng suất cho trọng lượng thân á thì càng xuống sâu nó càng gì? Càng xuống sâu nó càng tăng. Ứng suất cho trọng lượng thân càng xuống sâu nó càng tăng. Còn ứng suất này thằng này là thằng trong đồ án gặp đi gặp lại, ứng suất có hiệu hay gọi là ứng suất hữu hiệu của lớp đất. Ứng suất hữu hiệu tại một điểm bất kỳ á sẽ cũng bằng tổng gamma y nhân HI, nhưng mà thằng nào nằm trên một nước ngầm thì dùng gamma là gamma từ mới là gamma tự nhiên, nhưng mà thằng dưới một nước ngầm dùng gamma phải là gamma đẩy nổi. Lưu ý nha, ứng suất hữu hiệu á, thằng trên một nước ngầm dùng gamma là gamma từ tự nhiên, dưới một nước ngầm dùng gamma là gamma đẩy đẩy nổi. Được chưa? Thì thằng này dùng rất nhiều bạn. Đây là ứng suất hữu hiệu theo phương đứng. Và ứng suất hữu hiệu theo phương ngang đấy, ứng suất hữu hiệu theo phương ngang thì người ta hiểu là sigma x hoặc là sigma y. Ứng suất theo phương ngang thì bằng k không nhân cho sigma z, bằng k không nhân sigma z. Nghĩa là chỗ này nè, càng xuống sâu sigma z bằng càng tăng, đúng không? Nhưng ứng suất theo phương ngang cái gì càng gì càng lớn. Đúng, ví dụ các anh gọi k không là một hàm số đấy, được không? Sigma z càng tăng sigma x sigma y càng gì càng lớn. Đó là lý do tại sao mà cắm cọc á càng sâu cái sigma ngang nó càng gì càng lớn, đúng không? Đâu như thế phải là gì, sigma ngang nó càng lớn nó kẹt cái cọc lại sao càng gì càng chặt hơn, sức lại cọc càng lớn là vậy. Thì ở đây ấy, lưu ý nè, nhớ thằng ứng suất hữu hiệu này gặp rất nhiều, được rất nhiều đấy. Và luôn luôn nhớ tính ứng suất do trọng lượng bản thân khối đất thì tính từ đâu, tính được tính nước nhận tính ứng suất cho trọng lượng bản thân tính được đâu, tính ứng suất cho trọng lượng bản thân là từ tính từ nhất của đáy móng thôi. À đúng rồi, đúng rồi. Để quên nó vẫn là xong rồi, lúc về em tính cho tính xong thì trả lời. Nhớ là ứng suất do trọng lượng thân luôn luôn tính từ mặt đất từ tự nhiên nha. Đấy rồi, nhớ ở đây cái ứng suất tổng em khỏi nhớ cũng được, mà em nhớ là cái ứng suất hữu hiệu á, nhớ nha. Đấy. Và lưu ý chỗ này nè, anh nhận là kỹ nè, nếu mà cái đường màu đỏ là đường ứng suất hữu hiệu của anh nè, bạn thấy khi mà đi qua từng lớp đất khác nhau nha, hoặc đi qua cùng một lớp đất luôn nhưng mà hai cái gamma khác nhau, nghĩa là gamma trên một nước ngầm và gamma ở dưới một nước ngầm, gamma khác nhau đúng không? Thì đường ứng suất bản thân luôn là đường gì đây các bạn? Nó phải là đường thẳng không? Nó là đường gì đây? Nó có hiện tượng là hiện tượng gãy khúc đúng không? Nó sẽ là một đường gãy khúc. Được chưa đấy? Nghĩa là khi ứng suất bản thân bạn sẽ là một đường gãy khúc khi đi qua những lớp đất mà có gamma khác nhau. Hiểu chỗ này không ạ? Rất cẩn thận chỗ này. Có một cái câu hỏi mà gần như là kỳ nào cũng có sinh viên của anh bị hỏi, đó là em hay vẽ biểu đồ ứng suất bản thân của khối móng của em, được không? Đấy. Em hay vẽ biểu đồ ứng suất bản thân của khối móng, tại vì thường thường bạn có bài toán tính lún mà đúng không,
mà không phải là ứng xuất bản thân thì tin lún cái kiểu gì? Được chưa? Đấy. Đó. Hai em hay vẽ biểu đồ ứng xuất bản thân. Và thường thường đa số bạn làm gì? Bạn kéo cái red xong luôn. Được chưa? Rất cẩn thận chỗ này nha. Đấy, rất cẩn thận chỗ này. Rồi, tiếp nè. Rồi. Cái ứng xuất thứ hai đó là ứng xuất do tải trọng bên bên ngoài. Ứng xuất do tải trọng bên ngoài thường thường bạn dùng từ là ứng xuất gì? Ứng xuất gây gây lún đúng không? Ứng xuất gây lún ngay đó bao giờ chưa? Sigma gây lún á. Thì ở đây á, anh chỉ nói một trường hợp hay gặp nhất thôi, là trường hợp trong trường hợp nha. Đấy, là tải trọng bạn xem như là tải trọng phân bố đều. Và diện truyền tải dưới đáy móng bạn đó là diện truyền tải hình chữ nhật. Thì những trường hợp gặp đó là móng đơn, móng bè hoặc là móng cọc bạn cũng gặp. Nhớ nha, móng cọc khi mà chỗ này thường thường mình dùng khi mình tính lún thôi. Móng đơn, móng bè và móng cọc. Thì trong công thức này nè, trong công thức tính ứng suất gây lún nè. Đấy, mình sẽ tính ứng suất gây lún tại một điểm bất kỳ nha, bất kỳ có độ sâu Z nha, đấy, độ sâu Z so với vị trí đặt tải nha, độ sâu Z so với vị trí đặt tải. Thì đây là công thức tính sigma Z các bạn. Thì nếu mà dùng công thức này thì chắc mình khùng luôn. Không? Tích phần hai lớp rồi gì đủ thứ hết, được chưa? Đấy, cái này nói miệng thì dễ nhưng mà tính chắc khùng luôn. Bây giờ thì người ta sẽ dùng bảng chai các bạn đúng không? Bảng chai. Đó sigma Z nè, người ta sẽ bằng K0 nhân cho P. Và chỗ này có hai trường hợp là ứng suất đi qua tâm và ứng suất đi qua góc. Rồi, thực tế nó còn một trường hợp nữa là ứng suất bạn đi qua biên của diện truyền tải. Đây nè. Đây là cái hình này hình truyền tải các bạn này. Sao anh tua về không được ta? Đây là cái hình này hình truyền tải các bạn này. Nếu mà ứng suất đi qua tâm O, người ta gọi ứng suất ở vị trí giữa tơ, giữa móng nha, đấy. Rồi, mình có một trường hợp là tính ứng suất ở biên móng này, biên móng và tính ứng suất ở vị trí là vị trí góc của móng đó cơ, góc của móng đó cơ. Đấy. Thường thường á là anh thấy hay như vậy nè. Đa số nha, các bạn đều tính ứng suất cây lún. Bạn tính ở vị trí đâu? Giữa tim móng. Tại vì khi bạn tính độ lún là bạn tính độ lún ở đâu? Giữa tim móng, đúng không? Nhưng có một trường hợp như vậy nè, bạn sẽ phải tính ứng suất gây lún ở vị trí biên của móng. Nghĩa là vị trí này nè các bạn. Hai vị trí này nè. Khi các bạn kiểm tra cái độ nghiêng của móng, lưu ý nha, độ nghiêng của móng phải tính độ lún hai đây nè, đúng không? Xong mình làm gì? Mình tìm được cái góc đúng không bạn? Được chưa? Thì bạn làm trong cái bài toán là khi bạn xác định độ nghiêng của móng để cẩn thận chỗ này nha. Thì cái này mình lập bảng tra thôi, người ta cũng lập bảng tra các bạn sẵn rồi, được không? Đấy, cái ứng suất gây lún thì mình không nói nhiều, đấy, chủ yếu là bảng tra thôi nha. Đấy. Thì mình cứ tìm tỷ lệ là L chia B, và L là chiều dài của móng, B là bề rộng của móng, Z là gì đây? Độ sâu tính đâu? Z là độ sâu tính đâu? Lưu ý khi các em tính ứng suất bản thân, các em tính từ mặt đất tự nhiên. Nhưng khi các em tính ứng suất gây lún, các em tính từ đáy của diện truyền tải. Ví dụ như em làm móng đông á, thì đáy móng thì đúng đó. Nhưng mà em lưu ý nếu mà em làm móng cọc thì chưa chắc. Được không? Nằm ở đâu? Móng cọc nằm ở cũng mũi. Được không? Nghĩa là mình phải xác định cái chỗ là móng của chỗ nào là gì? Là nền. Học môn nền, bạn đấy học môn học bạn ghi là gì? Nền và móng đúng không? Là nghĩa là học riêng mà nền, học riêng là gì? Và nền là gì? Móng là gì? Đúng rồi, mỏ rồi. Nên là gì? Thường thường nên bạn coi nhé. Thế là hỏi này hỏi bao nhiêu lớp rồi. Đấy. Nhưng mà có nhiều bạn trả lời được á. Thường thường nên á, bạn dùng từ là foundation đúng không? Móng có nói là sản nhé. Không, nên nó là foundation. Móng á, người ta gọi là footing đúng không? Cái móng đơn còn móng bè nữa là mét nè. Cái sao đây là em làm cái không biết được. Cái đó không biết, cái đó không biết. Đúng rồi, đó là đâu là đó em nó là đúng.
thì nói dạng gái không biết cái đó không biết đấy yêu đâu không biết. Nói chung là mấy lần bà đi mua sắm thì mình chỉ biết chắc đít đi theo rồi sắc đỏ chứ không có biết mấy cái dụng này rồi nên là foundation nên là gì, nên là cái vùng đất mà gắn đỡ cái tải trọng của móng thì người ta gọi là vùng nền, được không? Còn cái móng là cái gì, cái móng là cái phần mở rộng của chân chân cột ra để mình làm gì, mình phân bố cái tải trọng, mình giảm cái tải trọng từ trên truyền xuống, hiểu không? Ví dụ bây giờ cái cột kem trên kem làm cột là cột 800-800, kem làm móng 800-800 được không? Được, nhưng mà do cái diện tích nó nhỏ thì ứng suất lên nền nó sao, nó lớn thì mình phải tăng diện tích lên, tăng diện tích lên thì cái này gọi là cái móng gọi là cái footing, còn cái này người ta gọi là foundation, được chưa? Đấy. Mình á thì mình học là chuyên về gì, chuyên về nền, mình học cái môn học bạn là môn nền và móng, nhưng bạn học vừa nền và vừa gì luôn, vừa móng. Nhưng mà thấy như vậy này, các bạn học là bạn có bạn cái bài toán là bài toán kiểm tra ổn định nền đúng không, xong các bạn có bài toán là bài toán thì tính thép đài nè, rồi bài toán kiểm tra chọc thủng đúng không, mà ở nước ngoài nó chỉ học như vậy nè, nó hai môn riêng em. Cái phần móng á là các em sẽ học chuyên môn bê tông cốt thép, bê tông cốt thép nghĩa là kiểm tra chọc thủng của móng á, được không? Em học chuyên môn bê tông cốt thép rồi, hay là tính thép đài á là các em học chuyên môn bê tông cốt thép luôn. Còn cái môn về nền móng á thì học chỉ học chuyên về cái gì thôi, học chuyên về cái nền thôi. Đó, không học mấy cái kia, nó là như vậy đấy nha. Đây là mình học nó hơi khác ở ngoài chút xíu thôi đấy. Đó, nhớ nha, ứng suất bản thân nó là ứng suất bản thân tính từ mặt đất tự nhiên, nhưng ứng suất gây lún tính từ đâu, tính từ vị trí là vị trí đáy của diện truyền tải nha, đáy diện truyền tải. Rồi, đó là một vài cái phần mình nhắc nhở trong phần cơ đất thôi đấy. Nhớ này, chỗ này nó có hai cái rất quan trọng mà mình sẽ dùng. Thứ nhất là ứng suất bản thân và thứ hai là ứng suất gây lún, được chưa? Rồi tiếp tục này. Bây giờ này, vấn đề bây giờ này, khi bạn anh gửi cho bạn cái hồ sơ địa chất á, bạn đào hồ sơ địa chất về dùng anh. Rồi để này, để này, rồi từ từ nào. Mình chọn cái hồ sơ này là cái hồ sơ nó khá là đầy đủ số liệu đó, được không? Đầy đủ số liệu. Đây nè, từ từ đi. Hồ sơ này để nè, mình coi hình chiếu khoa sơ sơ nè. Bây giờ hồ sơ này có tổng cộng là 3 lớp đất nha bạn, 3 lớp đất. Hồ sơ này khá là ít lớp đất thôi. Công trình nó nằm ngay ngoài này nè, ngay ngoài đường Điện Biên Phủ đây nè. Chỗ mà Pearl Plaza đó. Đây nè. Đây. Bây giờ áp vô một công trình, từ từ nè. Bây giờ áp vô một công trình nè. Sorry, anh phải áo cái bò bò này. Rồi đấy nè, nói chuyện nữa được chưa đấy. Đấy. Rồi bây giờ ví dụ như công trình này đấy, ví dụ bạn nhận một, bạn có là cái công trình mình đang làm đúng không, là công trình chung cư đây đó. Bạn có một cái hồ sơ địa chất như hồ sơ anh gửi đây được không? Vậy vấn đề bây giờ khi bạn có hồ sơ rồi, bạn có công trình rồi luôn, được không? Vậy bạn phải quyết định những cái phương án móng có thể dùng được cho công trình bạn đúng không, được không đấy? Và bây giờ mình sẽ lại chỉ bạn đi sơ bộ phương án móng nè. Đấy, sơ phương án móng. Đấy, phương án móng bạn thể đấy, phương án từng nói chuyện nữa đấy, nói chuyện đi, hồn hồi nói về là không hiểu bài bây giờ. Về nhà thì nói chuyện xong rồi hỏi với cô ngu
đi học quá thì học trễ, đi học thì ngủ. Tỉnh thì nói chuyện. Đời em đi đâu vậy đâu? Cố gắng nha. Rồi sư phụ phương án móng này. Thông thường sư phụ phương án móng á, nó có nhiều phương án bạn. Thì chủ yếu là có hai phương án chính bạn hay dùng á, là phương án gì đây? Móng đông mà phương án móng hả? Phương án móng gì đây? Móng sâu. Được, móng đông móng sâu. Đây. Móng đông á, thực tế nó có nhiều phương án cơ. Thứ nhất là bạn dùng là gì đây? Móng đơn, móng băng hoặc là móng gì đây? Móng đơn, móng băng hoặc là móng móng bè. Đơn, băng hoặc là móng bè. Còn móng sâu thực tế thường là dùng phương án gì đây? Móng gì? Móng cọc đúng không? Móng cọc. Móng cọc. Thế móng sâu không phải là gì phương án móng cọc đâu. Có phương án móng dính chìm nữa cơ, mà phương án móng đấy không cần thiết đến không gì. Dính chìm. Cái sừng. Biết cái giếng không? Giếng. 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 À, tiếng Việt cái đâu sai vãi. Cái đấy là giếng, còn mà nó là giếng hay gì? Đâu là giếng mà. Đọc sai rồi. Thay đại thay coi như là nó không tồn tại trong lớp mình. Tí về anh sẽ cho nó ra khỏi tèo. Giếng chìm. Thực tế công trình mình không cần tới cái móng đó đâu, móng đó tạ lớn lắm. Vậy nè, thì móng sâu á thì dùng phương án móng cọc, có bao nhiêu phương án là cờ có thể dùng cọc gì? Nghĩa là bạn dùng phương pháp là gì? Cọc thì mình chia là phương theo cái cách thi công đó không? Là cọc ép hay là gì? Cọc gì? À, cọc khoan nhồi. Và bây giờ cái mình có thể dùng cọc đóng được không? Dùng cọc đóng được không? Thay vì ép mình đóng được không? Được, nhưng mà thường xuyên dùng thì ít dùng đóng. Nguyên nhân cái dùng đóng tại vì sao? Cái tiếng động á, nó gây ra lớn. Được không? Bây giờ bạn đi vô cái công trường mà bên cạnh nhà bạn á, nó đóng cọc suốt ngày đi, ngủ gì nổi. Mà khi nó đóng còn rung nữa. Được không? Để nha. Mà em thấy giờ họ đóng cọc á, thường hay dùng cái máy ép á, để đó luôn máy á. Ép mà, cọc ép kìa. Trên kìa. Nhưng mà giá diện tích nhỏ quá là như bữa làm việc mà nó xoáy vô cứ cho nó dễ chứ mà khoanh nó khoanh chẵn nè à nó khoanh chẵn nó xoáy chứ thì nó mà dưới là nó cái máy nó đưa ép xuống nó khoanh chẵn á. Hoặc là có thể các em dùng nếu mà các em không thích á thì các em có thể em dùng móng móng cọc barret được không? Móng cọc barret được. Barret thì nó cũng dạng như là cọc nhồi thôi. Nhưng chẳng qua cọc nhồi là bạn dùng hình tròn. Còn barret bạn dùng là hình chữ nhật thôi. Ủa anh, thông thường á, cái bạn bè của cọc nhồi thường sẽ kiểu cái cọc nào cũng giống nhau á. Thường thường ra hội đồng á, người ta đang hỏi về cách thi công không? Ra hội đồng á, thì riêng cái cọc ép và cọc nhồi nha. Cái phần móng á, thì người ta có nhiều thầy á, lại không thích hỏi về kết cấu. Mà hay hỏi về gì? Về phương pháp thi công. Được không? Để phương pháp thi công. Nhưng mà thầy biết là bọn bay làm cái câu ok rồi đó. Để hỏi về kiểu thi công. Thì tiêu thi công phải đọc hai cái tiêu chuẩn mà thi công. Một cái tiêu chuẩn về thi công cọc ép. Một cái tiêu chuẩn về thi công cọc nhồi á. Được không? Có. Có tiêu chuẩn đó luôn. Ngoại trừ là cái gì chính gì á. Đặt cái tiêu chuẩn của cọc. Cọc là gì? 1024. Không, nó có tiêu chuẩn khác. Tiêu chuẩn chuyên về thi công và nghiệm thu cơ. Thi công nghiệm thu có luôn. Nha. Hình như là 93 bao nhiêu đó, nó đang đang đám đó nha. Nó thực tế là như vậy nè, rất là nhiều ông. Rồi tiếp là tiếp. Vậy thì mình sẽ sơ bộ ba hai phương án chính là phương án móng đông và phương án móng sâu nha, móng đông và móng sâu. Thì đầu tiên á, cái điều kiện sơ bộ phương án móng nha, phương án móng đầu tiên móng đồng trước đây, móng đồng. Cái điều kiện để mình biết á là phương án móng của mình có hợp lý hay không nha, có hợp lý hay không, đó là P trung bình tiêu chuẩn phải nhỏ hơn R đấy, R này, nghĩa là cái áp lực xuống móng của nó P trung bình tiêu chuẩn á, nghĩa là áp lực trung bình xuống lên móng.
áp lực trung bình số 1. Còn RL là gì? RL là cường độ chịu tải đất nền. Cường độ chịu tải đất nền. Rồi. Thì bây giờ mình xác định hai cái là P trung bình tiêu chuẩn và R. R đất nền nha. Rồi. P trung bình tiêu chuẩn là gì? P trung bình tiêu chuẩn thì bằng đấy nè. Bằng lực dọc nè. N0 tiêu chuẩn. N0 tiêu chuẩn. Cộng cho. Cộng nha. N0 tiêu chuẩn. Cộng cái gì đây? Cộng cho trọng lượng bản thân của móng. G nha. Trọng lượng bản thân của móng. Chia cho diện tích móng. Móng. Đó, đúng rồi, mấy đứa phải muốn hiểu về ép thi công, ép cổng á, lên YouTube á, search video coi. Chứ bọn bay lên toàn coi của cái gì mấy cái video lung tung mà. Đấy. Biết. Ông nói là gì, chúng ta những chiến binh gì á. Là các binh. Mà ông nói hay quá, nói thiệt, ông nói hay. Nói hay nhưng mà ông nói hơi hơi quá rồi. Dạ. Yeah. Comment thì chúng ta là những chiến binh gì đó. Rồi tôi sẽ gửi tài liệu cho các bạn. Hãy mua khóa học của tôi đi chàng chiến binh. Yeah. Nói chung thì khóa học của ông thì anh có nè, mấy bạn nào xin thì anh cho. Nhưng mà đừng xe lung tung á, nó có bản quyền đó các em. Nó có bản quyền nên nhớ là nó phát hiện nó sẽ phạt các em á. Rồi. Của ông Lưu Dinner á. Chung thì ông hay gửi mail cho mình lắm. Chào bạn thì tôi có khóa học từ này nọ đó. Giống như là AutoCAD á, AutoCAD có hồi xưa á, cách đây chừng khoảng 3 năm á, nó bán nó phát AutoCAD 1 triệu mấy á. Với cuốn sách gì 68 triệu chiêu á. Các bạn biết tại sao 68 triệu chiêu không? Và tại sao không phải là đặt theo từ điểm 69 triệu chiêu? Tại sao ạ? Tại số 68 là con số lộc phát, các bạn biết không? Đúng không? 68-86 á. Đúng không? Đấy. Tại sao mà gặp anh đặt 69 triệu chiêu rồi? Được chưa? Giờ ta là 69 hoặc là 96 triệu. Bây giờ là 68 triệu. Các bạn cuốn nó 1 triệu mấy á. Ta cuốn nó 1 triệu mấy nha. Đấy. Với lại một cái cuốn sách. Đấy. Rồi, giờ là bài mình nè. Rồi, cho tôi nè. Đấy. Cô lấy thì ta gửi cho một bài thằng chiến binh. Rồi, tiếp. Đấy. Bây giờ các em phải để N không tiêu chuẩn nè. N không tiêu chuẩn á, đấy. N không tiêu chuẩn đâu, chúng tôi nói chuyện đó. N không được lực dọc chân cột tiêu chuẩn. Được rồi, lực dọc chân cột tiêu chuẩn. Được rồi, còn G trọng lượng bản thân là gì? Là trọng lượng bản thân của móng. Thân của móng. Và A móng là diện tích móng. Nghĩa là mình phải giả sử cái móng trước em. Diện tích móng. Mình phải giả sử cái móng trước. Thì ở đây á, với nhà cao tầng này, với đi chết này á, thì phương án là móng đơn nha. Móng đơn hay móng băng thì mình nghĩ là phương án nó sẽ không khả thi rồi. Được. Thì thường thường với nhà cao tầng và móng đông á, có dùng thì dùng phương án móng nào không? Móng bè thôi. Được, móng bè. Vậy đây mình sẽ giả sử là phương án móng là phương án móng. Móng bè nha. Móng bè. Được chưa? Móng bè. Rồi đấy nè, móng bè. Vậy khi bạn làm móng bè, anh hỏi bạn nè. Khi bạn làm móng bè thì thường thường á, nếu mà bạn làm móng bè á, là kích thước móng bè nha. Nó phải bằng gì đây? Kích thước móng bè là sao? Nó phải là bằng kích thước của tầng hầm đúng không? Đúng không? Với tầng hầm của nè, cái cạnh ngang của nè đang là 51m nha.
Rồi, cái thứ quan trọng như đây. 42, 42,9 đúng không? Bên móng bè con á L bằng 51 m. Và B là bằng 42,9 m. 42,9 m. 51 m, 42,9 m. Đấy. Mình đã giả sử phương án móng là phương án móng. Móng bè ví dụ bạn giả sử phương án móng nông đi. Được, ví dụ móng nông giả sử là móng nông bèo là 1m2, 1m5 đi. Ví dụ vậy. Được không? Rồi. Chiều cao móng bè. Chiều cao móng nó bằng bao nhiêu? Giả sử đi. Bao nhiêu? Bao nhiêu? 1m5. Cái số rẻ bay hay giả sử đó, giả sử đi. Cái này mình đang sơ bộ phương án mà đúng không bạn? Rồi mình đang sơ bộ mà mình giả sử mình kiểm tra nó khỏe không? Rồi, bây giờ hỏi ra nè. Các bạn có diện tích móng này, có B, có L mà tìm diện tích móng không? Tìm được không? Rồi có chiều cao móng thì bạn tìm được trọng lượng mà nó khối móng không? Tìm được không? Hiểu cái nào? Có B, có L mà tìm được diện tích móng không? Đây này. Đây này, B móng rồi nè. Được chưa? Rồi, lưu ý chỗ này xíu nè. Là khi mà các bạn làm phương án móng là móng bè nha. Được không? Khi mà các bạn làm phương án móng là phương án móng bè á, thì thường thường móng bè sẽ trùng mặt sàn gì đây? Trùng mặt sàn tầng hầm luôn. Được không? Trùng mặt sàn tầng hầm luôn. Đấy. Và anh dặn này, khi mà làm móng nha, được không? Thì việc đầu tiên là như vậy nè. Việc đầu tiên là bạn hãy khoan bắt đầu làm móng. Đầu tiên là như vậy nè. Bạn hãy ráp để nha. Bạn ráp hồ sơ địa chất này. Nhớ nha. Hồ sơ địa chất bạn có từng cái lớp đất không? Bạn ráp hồ sơ địa chất này, bạn ráp vào cái mặt bằng kiến trúc công trình. Hiểu rồi không? Ráp hồ sơ địa chất này bạn ráp vào mặt bằng kiến trúc của công trình. Bằng cách bây giờ anh có mặt bằng kiến trúc rồi đúng không? Chứ anh có mặt cắt kiến trúc này. Anh copy cái mặt cắt kiến trúc ra. Nhớ nha, anh copy mặt cắt kiến trúc ra. Hiểu cái này không? Ok chưa? Rồi. Anh xóa bớt cái này đi nè. Được chưa? Xóa bớt cái này đi. Đây, rồi mấy thằng rory này anh xóa bớt đi. Xóa bớt cái này. Cái này bữa trước mình vẽ nháp nên bây giờ mình xóa đi. Rồi để nè, đấy. Đây là cái mặt cắt kiến trúc công trình nha, đấy. Rồi đầu tiên nè, đấy, để mình khỏi bị sai sót, nhớ để mình khỏi bị sai sót thì khi mình tính móng á, cái việc đầu tiên mình ráp nha, mình ráp hồ sơ chất vào công trình của mình nha. Được chưa? Anh chưa vội vàng tới chỗ này mà anh sẽ ráp hồ sơ địa chất, anh ráp vào cái công trình của anh này, để ý nè. Bây giờ khi anh gửi cho bạn cái hồ sơ nha, tí nữa bạn nào xin hồ sơ thì anh gửi lại, ở lại anh gửi cho mỗi bạn một cái 50.000, đấy đấy à. Nếu như trường kiến trúc á, trường kiến trúc là nó phát cho mỗi đứa một cái bộ hồ sơ đóng 30.000 đó, xong rồi anh xin một nó, không anh xin một nó photo, nó kêu 20.000 anh thấy. Đấy. Xin về làm gì, xin về cách để khi nào xong rồi thiết kế á, có hồ sơ để mà đi xin. À, được khoảng 30-40 hồ sơ ở nhà rồi, rất là nhiều khu vực rồi. Nó bảo nó trường nó bắt được 30, nó bắt nó lấy lại còn 20.000. Đấy. Em á là anh không cho luôn, phải lấy. Rồi tiếp nha. Vậy như vậy nè. Ví dụ như hồ sơ này của anh nè, hồ sơ này của anh nha. Thường thường hồ sơ bạn sẽ không bao giờ có một hố khoan. Đó là hồ sơ bạn có nhiều hố khoan khác nhau đúng không? Nhiều hố khoan khác nhau. Ví dụ đây anh có hố khoan 1 này, hố khoan 2, hố khoan 3 và hố khoan số 4, được không? Vậy bây giờ theo bạn, mình lấy hố khoan nào mình tính bạn. Nếu mà ví dụ như bây giờ này là cái hồ sơ này nhá, cái hồ sơ này nó cùng với cái công trình của bạn luôn. Vì bây giờ hồ sơ này là của SR Văn Thánh này, được không? SR Tower này, thấy không? Như là cái hồ sơ địa chất cùng với công trình của em luôn, được không? Thì các em sẽ lấy gì? Các em ví dụ các em tính cái móng nào thì các em lấy hố khoan gần cái móng đó, các em tính, đúng không? Nhưng mà bây giờ thường thường là gì? Là hồ sơ của bạn nằm một nơi khác, đúng không? Công trình sao? Nằm một nơi khác nữa. Vậy lấy hố khoan nào mình tính bây giờ? Thử hiểu câu hỏi của anh không? Lấy hố khoan nào mình tính bây giờ? Thì như vậy này, có nhiều trường hợp nha, có nhiều trường hợp. Có nhiều thằng nó rảnh lắm bạn. Thường thường các hố khoan nhưng mà các lớp đất cũng như thế nào? Nó cũng tự tự như nhau đúng không? Tự tự nhau. Thì thường thường anh lấy như vậy nè.
Thì trong bốn hố khoan này á, anh sẽ lấy hố khoan nào có tổng chiều dài lớp bất yếu là lớn nhất anh tính. Nhớ nha, anh sẽ lấy hố khoan nào có tổng chiều dài lớp bất yếu nha, là lớn nhất anh tính. Đấy. Để thiên về anh, thiên về an toàn. Nhớ nha, anh lấy hố khoan nào có tổng chiều dài các lớp bất yếu là lớn nhất anh tính, để thiên về an toàn. Được chưa? Rồi, bây giờ anh xét từng hố nè. Mà bạn thấy trong bài của anh này, bạn mở hồ sơ ra làm theo anh này, để về về nhà mới nhớ được. Bạn thấy trong bài của anh á, về cái lớp đất á, thì nó chủ yếu là có mấy lớp đất thôi. Có lớp 1, lớp 2 và lớp gì đây? Lớp 3, lớp A là lớp gì đây? Lớp rác và lớp xà bần đúng không? Rác và xà bần. Rác và xà bần này ban đầu lúc mà mình khi mà mình khảo sát địa chất thì nó có rác xà bần đúng không? Nhưng mà khi mà mình làm công trình thì mình làm gì? Mình bóc nó ra đúng không? Mình bóc ra mình xong mình hồi xong mình làm gì? Có thể mình là mình đệm, mình đồn cái cát san lấp lên. Đâu thì nó không là cát rác và xà bần nữa mà nó có thể là cát san lấp của bạn, được không? Cát san lấp của bạn. Đấy. Rồi, để như này. Ở đây á bạn thấy là lớp của lớp số 1 con này gì đây? Lớp bùn gì đây? Bùn sét, trạng thái gì đây? Trạng thái chảy. Lớp này chắc chắn là lớp đất gì? Chắc chắn là lớp đất yếu đúng không? Đấy, mà FPT nó bằng mấy đây? FPT bằng 0 luôn, nghĩa là nếu mà ép cộng á, kem có cần lực ép không? Nghĩa là kem chỉ cần kích một cái tài nhỏ đúng không? Để cọc cái làm sao? Có thể tự đi. Giống là lớp bùn mà, đúng không? Bùn sét mà, đất gần đất là gần như là đất gì? Rất yếu, được. Phải kích cho một cái tài đã, đúng không? Để sau đó cọc nó đi. Thực tế là khi ép cọc vào qua lớp đất này thì gần như cái đồng hồ á, nó không nhảy luôn. Những đồng hồ nó không nhảy. Đấy. Lớp số 2 này là lớp sét mà cũng trạng thái gì đây? Trạng thái là trạng thái dẻo chảy. Đâu dẻo chảy. Bạn thấy FPT bằng mấy đây? FPT cũng gần như là bằng hồ đó. Thì lớp đất này cũng là lớp đất gì đây? Lớp đất yếu nha, lớp yếu. Đấy. Và lớp trong này chỉ có lớp 1 lớp đất tốt là lớp số mấy đây? Lớp số 3. Đấy. Cát pha này. Cát pha lẫn sỏi, trạng thái dẻo. Và bạn thấy lớp đất này à? Cái FPT bắt đầu lớn dần đúng không? Bắt đầu lớn dần đấy. Thì lớp đất này là lớp đất tốt các bạn, lớp tốt. Thì mình nếu mà mình cắm cọc á thì mình nên cắm vào lớp đất này. Lớp tốt này, chứ đừng cắm cọc vào lớp bùn sét mà cũng đừng cắm cọc vào lớp gì đây? Sét dẻo chảy. Nhớ nha, đấy. Rồi, bây giờ mình thống kê này. À anh dặn các bạn này. Khi các bạn làm phần móng á thì thường bạn phải vẽ cái hình trụ địa chất đúng không? Trụ địa chất ra. Các em lưu ý này, các em coi hồ sơ á, mấy cái chỗ cái trụ địa chất này người ta hét mấy cái ký hiệu lớp đất đó, người ta hét như thế nào và làm gì? Hét y chang đó, hiểu không? Còn bọn bay là hét y chang bài mẫu mà, được không? Cái bùn sét mà bọn bay hét sọc hét kiểu như vậy là sai rồi. Bùn sét phải hét cái kiểu vỗ ngã ngang à, được chưa? Đấy, bùn sét hét khác, rồi sét hét khác, cát hét khác, hiểu chưa? Đấy, nhìn hồ sơ nhìn cái hồ sơ của mình á, cái hồ sơ nó hét sao các bạn hét cho anh y chang như vậy, hiểu chưa? Đấy, cẩn thận điều này nhá, dặn rồi đó. Thằng nào mà hùn xét hét khác lên ta chửi cho ráng chịu. Thôi để ý nè, bây giờ hố khoan một của anh này. Đấy, như anh vừa nói á thì hai lớp đất đầu tiên đều lớp đất yếu đúng không? Thì hố khoan một của anh này là lớp đất yếu nó phân bố đến chiều sâu là -31m, -31.3m này, nhìn này, hố khoan một nha, lỗ khoan một này, lớp đất yếu phần bố nó -31.3m. Rồi lỗ khoan 2 này, lỗ khoan 2 nha, hai lớp đất yếu phân bố đến -32.7m, -32.7m. Lỗ khoan 3, hai lớp đất yếu nó phân bố đến từ trừ bao nhiêu đây? -33.4m, -33.4m. Hố khoan 4, hai lớp đất yếu nó phân bố đến một đoạn là -32.4. Còn mình thấy trong bốn hố khoan này thằng nào là lớp đất yếu dày nhất? Có phải là hố khoan số 3 không? Được, mình xét độ sâu đó bạn, mình xét độ sâu thôi. Được, hố khoan số 3 là cái chiều dày lớp đất yếu là sao? Dày nhất đúng không? Được, dày nhất nên mình có thể mình là dùng hố khoan mấy để mình tính? Hố khoan 3 mình tính, được, khoan 3. Và bây giờ để ý này, hố khoan 3 thì bạn có chiều dày của từng lớp đất trong hố khoan 3 không? Có chiều dày của từng lớp đất trong hố khoan 3 không? Có đúng không? Đấy. Lớp đầu tiên là lớp A, lớp rác xà bần, dày bao nhiêu mét đây? Dày là lớp đầu tiên lớp A mà em, 1m8 thôi, thấy không? Đây nè, 1m8 rồi đâu ra 21.2 là lớp gì rồi? Lớp bùn sét rồi đúng không?
bull set rồi đấy. Thì bạn lưu ý đoạn này nè, rất cẩn thận đoạn này nè. Bây giờ anh chị bạn giống cái hồ sơ địa chất vào mặt các công trình này đấy. Chỗ này bạn nhìn thấy, chỗ này bạn thấy à, nó ghi cao độ là cao độ gì đấy? Cao độ không, không không đúng không? Rất hay lo cho như vậy. À, cao độ không không, bài mình cao độ không không tầng trệt đúng không? Sau đó giống mặt đất từ đây xuống nè, ầu lao. Tại vì khi nó khảo sát công trình đó thì nhiều khi nó chưa có hình bản, nó chưa có kiến trúc, nó chưa có kiến trúc thì nó đâu biết được đó là cao độ mặt đất tự nhiên hay là cao độ không không nằm ở đâu. Và thường thường đó, nó luôn luôn lấy cao độ không không nằm ở đâu đấy, nằm ở tự nhiên, nó khác với bài của mình chưa? Vì thế khi giống là lui lòng giống dùm anh là giống ở đâu? Đây là giống từ mặt đất thì xuống, mặt đất tự nhiên trở xuống, nhật kỹ nha. Khi giống là giống từ mặt đất tự nhiên trở xuống, hiểu chỗ này không? Vậy sau này khi mà các em ghi cao độ á, ghi cao độ nha, thì chỗ này các em ghi cao độ, các em đừng có coi bên này các em ghi, mà các em coi từ đây cái này, chỗ này không không đúng không? Thì chỗ này các em ghi bao nhiêu? Trừ 0.5, 54, được chưa? Để rồi sau này ví dụ các em có cái móng vào đây đi, thì các em phải ghi cao độ gì? Cao độ mặt móng và cao độ đáy móng đúng không các em? Thì các em ghi trừ trên cái cao độ này nè, hiểu không? Ví dụ trên cái độ không không chuẩn á, các em làm hiểu chỗ này chưa? Đấy, nhưng khi khoan sở xét địa chất thì nó chưa có kiến trúc và nó cũng chưa có cái mốc công trình luôn, thì nó cứ lấy đại ở đâu mà nó tự nhiên. Mà khi các em thi công em phải có cái mốc không không chuẩn của nhà các bạn đâu, được không? Đấy, có nhiều công trình nó không có, nhưng mà có nhiều công trình nó sẽ vặt, nó vặt không 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 á, nó vặt ở một vị trí, ví dụ ở cái cột nào đó, được không? Cái cột hoặc cái tường nào đó, sao các em bắn chất đạc á, bắn từ đó bắn vô cái nhà các em, được giờ có bắn chất đạc bao giờ chưa? À, bắn chất đạc cái công việc khó nhất là cân gì? Cân máy đúng không? Đấy, cân bằng máy là có hai kiểu cân bằng đó, nó có hai kiểu cân bằng, cân bằng bọt thủy đúng không? Có một cái kiểu cân bằng là cân bằng theo chiều cao đó, được không? Đấy, cân bằng theo chiều cao nghĩa là phải cân đúng cái chiều cao đó, đúng cái chiều cao đó nhỉ? Và bọt thủy phải đưa vô giữa, thế này mới khó. Còn cân bằng bọt thủy thì anh ấy nghĩ là nếu mà bạn làm quen nó sẽ dễ thôi, được không? Đấy, trước đây mình ra thực tập á, cân bằng bọt thủy với bạn biết lần đầu tiên mình cân bằng có bao nhiêu phút không? Lần đầu tiên mình cân bằng chừng nửa tiếng chưa xong bạn. Chỉ toàn chính xa thôi. Đấy, sao? Thì nó khác. Đúng, thì nó khác. Đúng. Cân bằng chính xa đó không cân bằng được. Cái giống như đưa cái chân này lên thì bọt nó chạy qua, chạy vô, chạy lại vô. Nó làm không được bạn. Cái là thằng chắc đã chờ thôi cho tao làm cho. Nó làm bập làm được luôn bạn. Thì giống như kinh nghiệm nói, được không? Kinh nghiệm một bay đến bây giờ phương án máu nè, phương án máu đưa mấy đứa fit á, mấy đứa fit hoài không ra, mà đưa anh chăn chỉnh một chút xíu là sao? À, ra phương án tối ưu, hiểu chưa? Đấy, rồi. Rồi việc đầu tiên để nè, đầu tiên các anh giống một đường ngang nha, các em vào két đi bạn, bạn vào két đi. Đầu tiên các em giống một đường ngang nằm tại cao trình mặt đất tự nhiên này. Rồi đầu tiên lớp đất đầu tiên của anh á là lớp xà bần này, lớp xà bần dày 1m8. Thì từ cái đường ngang ở mặt đất tự nhiên á, các em offset xuống như mình là 1m8 này. Và AutoCAD đi các bạn. Mình vạch ra một đường nằm ngang nha, để mình ra một đường nằm ngang này, nằm tại cao trình mặt đất tự nhiên, được không? Và lớp đất đầu tiên của anh dày 1m8 này, anh sẽ offset xuống một đoạn là bao nhiêu đây? 1m18, được rồi. Rồi, lớp thứ hai này là dài 21m2, offset thêm một cái là 21.200. Mình vẽ ra, được, mình vẽ ra để sau này anh nói rồi, lớp nào anh cũng kêu vẽ ra mà một máy tính tay là dễ, rất là dễ sai, nhớ nha. Cộng trừ nhân chia là sai, mình vạch cái lớp đất ra mình tính như vậy. Rồi lớp số 3 này, xin lớp số 2 này. Lớp số 2 là dài bao nhiêu đây? Dài 10m, 10m4 đúng không? Thì anh offset xuống là bao nhiêu? 10.400. Rồi. Rồi trong chỗ này á, của anh là lớp số 3 coi như là dài vô tận rồi. Lớp số 3 nó dài tới bao nhiêu mét đây? Thực tế còn lớp số mấy nữa bạn? 4, mà lớp số 4 98m, cắm cọc 98m mất rồi. Cắm cọc 98m thì nó hơi gọi là hơi vô lý đúng không em? Hơi sâu quá rồi. Mình chỉ giống hai động cọc không thôi. Sao em? Chỉ được mới nói gì là một lời một mới nói là... Tào lá không? Tiêu chuẩn cũ á, nó yêu cầu các em là không cắm quá hai mối nối, nghĩa là ba đoạn cọc.
Nhưng mà tiền mới không quy định các em. Tiền mới không quy định. Tại sao em? Em vặt cái lớp đất vô nha. Được, vặt cái lớp đất vô. Bạn mở két đây bạn làm đi. Bạn ghi tên của từng lớp đất vô dùm anh. Lớp đầu tiên là lớp gì đây? Thường lớp két sang lớp gọi là lớp gì đây? Lớp A đúng không? Có nhiều hồ sơ gọi là lớp K. A hay K thì cũng như nhau ạ. Lớp A. Rồi lớp thứ hai là lớp số 1 nhé. Học á thì học cho kỹ kỹ vô, được không? Rồi sau này lên thầy có hỏi thì mình mới gáy được, được không? Học thì không kỹ mà lên gáy thôi. Anh nói có ngày mà men hành á, nói trước không biết. Rồi lớp cuối cùng là lớp số 3. Rồi mở két ra, tập trung mở két ra, vạch cái lớp đó dùm anh cái. 1m8, 2m12 và 10m4. Tiếp theo á, ở chỗ này á, trong bài của mình á, khi mà bạn tính luôn luôn có cái cao trình mực nước ngầm đúng không ạ? Trình mực nước ngầm đấy. Thì bạn để ý này, thường cao trình mực nước ngầm á, nó hay cho ở trong cái hình trụ hố khoan đó các em. Kem tính hố khoan nào á thì kem dùng mực nước ngầm ở hố khoan đó. Nhớ nha, kem tính mực nước ngầm ở hố khoan đó để ý nè. À, ví dụ như trong hình trụ hố khoan L lỗ khoan số 3 của anh nè, thì mực nước tính bao nhiêu mét đây các em? Tính của anh là trừ mét rưỡi đúng không? Trừ mét rưỡi được chưa? Thì mình sẽ xét ở đây luôn. Được, trừ 1 mét, 1.5 mét được chưa? Đấy. Thì lưu ý cái mực nước ngầm thì nó cũng không chính xác lắm đâu bạn. Tại vì ví dụ như bạn đo mực nước ngầm á, bạn đo vào mùa nắng thì nó thấp. Nó đâu vào mùa mưa thì nó là sao? Nó cao đúng không? Được không? Nên thực tế mực nước ngầm chỉ gọi là người ta cũng gọi là giả định đó các em, giả định thôi nha. Nên nó cũng thực tế là không chính xác lắm đâu. Và mực nước ngầm ở chỗ này á, là cách 1.5 mét so với mặt đất tự nhiên nha các em, cách 1.5 mét so với mặt tự nhiên. Và từ đây này, từ mặt đất tự nhiên nhá, anh offset trong một đoạn bao nhiêu đi? 1.5 mét nha. Đây. Nha, 1.5 mét. Thì để chỗ này nó khỏi bị hiểu nhầm thì anh kéo đường này sao các em? Anh kéo nó ngắn hơn đường kia. Đơm và anh đổi cái màu lại. Hiểu không? Cái đường mực nước ngầm anh đổi cái màu lại để nó khỏi bị nhầm với những đường khác. Anh đổi nó thành màu xanh này đi. Màu xanh này khỏi. Xanh dương đi chứ thấy. À để đường trục luôn này. Được không? Mực nước ngầm cái đường trục nha bạn. Được không? Đấy. Đó, anh đổi thành mực nước ngầm, anh ký hiệu ở đây này. Mực nước ngầm nha, anh ghi tắt. Đấy. Mực nước ngầm này cách mặt đất tự nhiên của nó là 1.5 mét. Xong chưa? Rồi đấy. Tiếp theo bài của anh á, chỗ này để ý này. Bài anh có sàn hầm không các em? Bài anh có sàn hầm đúng không? Vậy thường thường nếu mà có sàn hầm nha. Thế thôi. Rồi. Rồi tiếp nha để ý. Đây là mực nước ngầm nha các em. Tiếp theo là như anh đang nói tới cái vụ mà sàn hầm đúng không? Nếu bạn có sàn hầm á thì thường thường mặt móng của bạn á, bạn sẽ đặt nằm chung mặt trên của sàn hầm, đúng không? Đấy, nằm chung mặt trên sàn hầm. Đấy. Còn ví dụ như trường hợp các em không có sàn hầm á, thì các em phải xuống một đoạn cột đúng không em? Thì nhớ chỗ này các em vẽ đoạn cột cho chính xác. Ví dụ như trường hợp anh không có sàn hầm đi nha. Ví dụ ở trường hợp anh không có sàn hầm thì có phải cái này, cao trình chỗ này nè. Cao trình chỗ này là cao trình mặt không, mặt không không của anh đúng không? Rồi. Ví dụ ban đầu anh giả sử á, là cột của anh á, là 1.5 mét. Được không? Thì anh cũng vẽ từ cái mặt sàn trệt của anh á, xuống một đoạn bằng bao nhiêu các em? Bằng 1.5 mét. Và từ đây anh vẽ gì đây? Anh vẽ cái móng xuống, các em hiểu chỗ này không? Nghe cái đoạn cổ đấy bạn không có sàn hầm nha. Đoạn cổ cột á, vẽ đúng bằng đoạn cổ cột mà ban đầu các em giả sử. Hiểu không? Đấy, để các em coi cái móng em nằm trong lớp đất số nào, lớp đất nào. Được chưa? Đấy. Còn nếu mà em làm ẩu á, có chừng sẽ bị sai đó. Cẩn thận đoạn này nha, được chưa? Rồi, với trong bài này của anh á, là bài anh có sàn hầm. Thì mặt trên này móng anh sẽ làm trùng với sàn hầm. Vậy đây á, anh sẽ vặt ra một cái cao độ là cao độ mặt sàn gì đây? Mặt sàn hầm nha, mặt sàn hầm. Đây, vặt ra đây. Rồi, mặt sàn hầm đây. Rồi. Đổi đường 2 đơn nha. Đấy. Cái đường màu xanh nha. Cái đường màu xanh này này. Mà đường nét đứt này là cao độ mặt sàn tầng hầm của anh. Vậy đài móng phải vẽ từ đây xuống đúng không bạn? Được, đấy. Mà đài móng đây giả sử cao bao nhiêu mét đó? 1.5 mét đúng không? Được, 1.5 mét. Từ đây anh vẽ xuống bao nhiêu? 1.500.
Nó né đường màu đen cho bạn dễ nhìn nha. Màu đen này. Rồi. Đó, anh vẽ bất kỳ qua thôi. Rồi. Quan trọng khi mà mình làm móng bè hay móng gì đó, chúng chỉ quan trọng là cái chiều sâu chôn móng đúng không? Còn cái hình anh chỉ vẽ là vẽ tượng, tượng trưng thôi các bạn. Được, tượng trưng thôi nha. Đấy. Đấy. Đó, 1,5 m. Ok chưa? Vậy khi anh hỏi bạn này, khi mà các em vẽ như vậy này, các em biết cái móng em đặt ở đâu không? Biết đúng không? Rồi ví dụ các em đặt phương án móng cọc đi, các em tí nữa các em vẽ cái cọc vô luôn. Hiểu không? Các em vẽ cái cọc vô. Thì khi các em vẽ cái cọc vô, các em biết à cái mũi cọc của tôi cắm vào lớp đất số nào không? Rồi cắm vào bao nhiêu mét, biết không? Biết. Đó, đừng có cộng trừ làm gì. Cộng trừ rất là dễ sai. Đó, cộng trừ nhiều khi bạn quên á. Ví dụ là bạn quên cộng à cái mũi cọc á, các đoạn nhỏ nó chưa cộng thì sao? Đúng không? Đó thì để ý vào đó. À. Vẽ hình ra cho dễ làm. À. Đấy. Và khi anh vẽ hình ra này, vậy bây giờ anh sẽ xác định được cái P0 theo. P0 này anh có diện tích móng rồi đúng không? Rồi anh có là trọng lượng thân cũng tính được đúng không? Ở đây anh còn cái là gì đấy? N0 tiêu. N0 tiêu chuẩn đúng không? Rồi, khi N0 tiêu mình lấy đâu ra? Lấy từ etap ra. Đó, etap ra. Với bạn mở etap ra dùm anh đúng không ạ? Mình mở etap ra dùm anh. Mở etap ra dùm anh. Đây, mình đang đi sơ bộ phương án móng là phương án móng. Móng bè các bạn, móng bè. Rồi, mở etap ra. Và lưu ý, trong etap mô hình mình đã chạy nội lực rồi nha các em. Mô hình con đã chạy nội lực rồi. Bạn xuống tầng hầm dùm anh các bạn. Show on lại nha. Show on. Xuống tầng hầm dùm anh đi bạn. Đấy này, bây giờ mình chỉ bạn xuất phản lực nhá. Xuất phản lực từ etap sang để tính móng nhá. Rồi, bạn quét chọn đấy này, bạn quét chọn sàn hầm các bạn. Quét chọn sàn hầm. Đâu không phải sàn hầm. Ở đây để lưu ý như mình nè. Anh đang sơ bộ là sơ bộ phương án móng gì các em? Móng bè đúng không? Thì anh làm móng bè, anh làm cho tất cả cái sàn của anh không? Đúng không? Tất cả sàn của anh, hiểu ý của anh không? Được chưa? Thì anh quyết chọn tất cả sàn. Nhưng mà ví dụ như là nếu mà bạn tính móng cho từng cột đó thì đừng có quét hết, mà làm gì? Quét từng cột thôi. Ví dụ bây giờ này, các em đang tính khung như khung trục B đúng không? Thì các em thường tính khung trục B thì các em tính móng khung gì? Khung B luôn đúng không? Được. Thì các em chỉ quét chọn cái cột này các em tính thôi. Hiểu không? Còn anh đang làm móng gì? Anh đang sử dụng phương án móng là móng. Móng bè thì anh phải quét hết. Hiểu chưa? Móng bè thì anh phải quét hết. Móng bè là anh làm hết cái làng hầm của anh mà. Được chưa? Rồi, anh vào display thì anh chỉ cho bạn xuất cái móng bè trước đi đã. Rồi móng cọc thì anh sẽ quay lại lần sau. Được chưa? Display. Show table nha. Đây nè. Show table. Các bạn vào tab Analysis nè bạn. Analysis. Vào tab Reason. Reason. Và cho anh đó, tab vào tab Reaction nè. Xin lỗi, cho anh tab vào tab Reaction đúng rồi, Reaction. Đây có hai cái nè các em. Nếu mà các em làm móng bè nhá thì các em xuất cho anh là base reaction. Base reaction. Nghĩa tổng toàn bộ phản lực ở đâu? Ở tầng gì? Tầng base của mình đúng không? Tầng base của mình, được chưa? Đấy. Nhưng mà các em lưu ý ở tầng base này nè, để xong chưa? Cái bài mình cẩn thận kiểm sai. Base reaction, xong chưa? Và để ý này, các em rê chuột lên chữ table nè. Rê chuột như table. Nút chuột phải là chọn là modify option, được không? Modify option. Ở một loạt button mình chọn là nên, được không? Last scale cũng chọn là gì đây? Cũng chọn là nên luôn, được không? Và lock combination cũng chọn là gì? Nên luôn thì lấy nhiều tải không mới rồi. Thành từ combo 1 đến combo 9. Được không? Cái gì mà bay cũng nên thì còn tải gì là xuất ra. Được không? Đấy. Ok, ok nha. Đấy. Các em thấy nó xuất ra cái FZ cho các em không? Đó, đấy, đây này. Đây. Từng combo này, mỗi combo nó một cái gì FX, FH đúng không? FZ được. FX chính là phản lực theo phương đứng em. Được. Còn FX, FY là phản lực theo phương X và phương Y. Còn moment MX và moment MY. Quan trọng nhất là em dùng cái rồi đây. F đấy. FZ được. Đấy. FZ chính là cái gì đây? Cái N không của em á. Mà lưu ý khi mà mình đặt combo trong etap mà mình đặt combo tải gì? Tải gì các bạn? Tải tính toán đúng không bạn? Đấy. Nhưng mà đây yêu cầu các em là tải gì đây? Tải tiêu chuẩn đúng không? Tải tiêu chuẩn. Thì N0 đấy này, nếu mà em chỉnh cho phương án móng bè nha. N0 tiêu chuẩn á, các em phải lấy N0 tính toán trong etap đúng không? N0 tính toán là trong etap. Bạn chia hệ số của tải chung. Chúng mình là bằng 1,10. 1,10 15. Còn kỹ hơn thì các em vô etap, các em tạo gì? Thêm combo tải tiêu. Tiêu chuẩn em chạy lại các em xuất tải tiêu chuẩn cũng được. Thì theo anh là em nên tạo lại combo đi, phải tạo lại combo nhanh không? Nhanh tại vì mình đã gắn tải là tại gì rồi?
tiêu chuẩn rồi, đó là công bố của tiếng Anh, được chưa, hiểu không? Bước trước anh có chỉ bảo tạo tiêu tả tiêu chuẩn đúng không, và tả tiêu chuẩn rồi gió tiêu chuẩn nhá, để tạo công bố tiêu chuẩn xong mình chạy và mình xuất ra tả tả tiêu tiêu chuẩn luôn, nó còn nhanh hơn là trường hợp này nữa. Và nó là sao, nó chính xác hơn là mình chia ra số số tại chỗ bình, được chưa? Bài trong video đừng quất râu. Râu thì có được cộng nào đâu mày mày đặt. Râu mà chừng nào râu mà như anh đi. Mày vuốt thì không sao. Râu có bài cộng đâu dê mà được. Rồi lưu ý ở chỗ này á, bằng này, N không e tác của anh là bằng như này. Em nhìn này, em nhìn 9 combo của anh nha. 9 combo của anh này. Thì các em thấy thường thường á, cái lực dọc lớn nhất á ở tầng base nó rơi vào combo nào đây? Combo 1 đúng không ạ? Combo 1 3 8 1 0 4 8 9 bằng 3 4 1 0 4 8 9 và mình phải chia cho 1.10 là đấy. Con số này là chúng ta tác ra nha. Đừng có người tác ra. Tạo máy tính ta bấm luôn, gọi giờ máy tính bấm. Bao nhiêu? 2 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
tao mua nhật tạo trăm mấy ngàn nó không chôn được đó. Em mua cái chỗ rõ rồi nha. Sao? Được chưa? Thấy cái này không? Lúc cái chỗ này nó chưa đúng lắm đâu các. Để chưa đúng lắm đâu tại vì như vậy. Xong chưa? Nghe nè. Bây giờ ráp vô này, ráp vô tiêu P không tiêu chuẩn không? À, mình suy ra P không tiêu chuẩn này. P trung bình nha, tiêu chuẩn bằng N không tính toán có rồi đúng không? Đây xin lỗi là không chuẩn bằng 2 9, 6, 5, 6, 4, phải mấy đây? 12 đúng không? Đấy 2 9 6, 5 6, 4, 2 cộng này. Các em cẩn thận này, cao dùm các em bị sai này. Anh xóa ở trên này, anh ghi cao cao lên tí nha. P trung bình 2, 9, 6, 5, 6, 4, 2. Rồi đấy là cộng này, để phải cộng cho trọng lượng bản thân của gì? Máu nó kem cẩn thận cái này. Đấy. Nếu mà kem làm phương án á, là phương án móng bè nhá. Phương móng bè thì có phải là cái móng bè các em chính là cái sản phẩm các em không? Đúng không? Móng bè chính là cái sản phẩm các em. Mà các em lưu ý nè, ở bên ETAP á, các em đã vẽ một cái sản phẩm dày bao nhiêu rồi? Đây nè. Anh tắt cái sàn rồi sao? Còn tắt cái sàn rồi. Bên ETAP các em đã vẽ một cái sàn hầm dày bao nhiêu đây? Dày 200 đúng không? Được không? Mà nếu mà em lấy số ETAP các em cộng thêm cái trọng lượng bản thân của nó mà các em bị dư ra không? Hiểu ý không? Hiểu ý cái này không? Nghĩa là bây giờ này, nếu khi mà các em làm món bè cao bao nhiêu? Cao 1.5m đúng không? Thì lúc đó sàn hầm các em không phải là 200 mà sàn hầm bạn phải bao nhiêu? 1.5m đúng không? Hiểu không? Cái trọng lượng bản thân á của móng á nó đã bao gồm trọng lượng bản thân của gì? Sàn. Của sàn đúng không? Cái chỗ này lưu ý các em phải lấy cái này này. Lấy cái số này nhá. Các em làm gì? 1.3. Em trừ dấu gì? 1.2 còn 1.3. Trừ sàn hầm. Trừ sàn hầm, đúng không? Sàn hầm là bằng 0.2 nhân cho trừ này sàn hầm là 25. Còn gặp bằng bê tông là 25. Rồi nhân nhau diện tích nè, diện tích có chưa? Diện tích có chưa? 51 và 42.9 nè, nhân cho 51. Cộng nhân 1 nhân cho bao nhiêu nữa? 42.9, hiểu cái này không? Cái cộng mà này chính là cái trọng gì? Trọng lượng bản thân của sàn đi. Thì ý của nó ấy, nó lấy 1.3 cũng được, nhưng mà nào mình đã giả sử bao nhiêu? 1.5 rồi, đúng không? Thì mình lấy cái tại giá tác 1 trừ đi, tại gì? Là sàn hầm được không? Rồi cộng tiếp nè. Bây giờ trọng lượng bản thân của móng nè. Thì trọng lượng bản thân móng bằng gì đây? Nhân đó là gì? Bằng là diện tích móng nhân cho chiều cao đúng không? Diện tích là 51 nè. Nhân cho 42.9. Nhân cho móng 100 1.5 mà nhân cho gamma bê tông là 20. 25 chia cho tất cả này nha. Chia cho bao nhiêu? Chia cho diện tích của
Móng đúng không? Bóng là bao nhiêu? 51 nhân cho 42,9, kết quả bao nhiêu ạ? 0.25 0.25 em. 0.25 em. Mấy mà theo dõi bài biết rồi. Nói gì nữa? Đọc cái bắt cho. Mệt quá. Đâu? Đâu? Khổ quá. Nè ra số nè, đứng dọn nữa. 168 bảo ghi vô đi. Bao nhiêu? 168 không muốn. 168 rồi. Rồi. Đơn vị là gì? Đơn vị gì? Kì là như mét vuông. Đấy. Đấy. Ứng suất á, phải cái máy lực chia gì? Đất ra ứng suất thì nó hay là cái kilowatt can đó. Ok không? Rồi, mình còn một nào nếu mà mình muốn kiểm tra phương án móng của mình á, mình thấy là gì? Phương án chung mình tuy còn nhỏ hơn R. R nền đúng không? Được không? Hiểu không? Ta đã điều kiện là gì? Khoe trung bình tiêu chuẩn nhỏ gì đấy? R đất. R ấn nền đúng không? Rồi, rồi bây giờ mình xác định gì đấy? R đất, R ấn nền đúng không? Đấy. Thì R ấn nền á thì bữa sau mình sẽ chỉ bằng xác định. Được, nên mình nhìn sớm xíu. Rồi bữa sau mình sẽ chỉ R ấn nền. Và lưu ý R đất nền ở đây á muốn